Tôi thấy không thể phục hồi sức lực nên đã từ bỏ luôn. Tiểu đẹp, đừng lãng phí sức lực nữa. Cậu không thể thoát khỏi lòng bàn tay chị đâu. Sau đó, cô lấy một cái lọ nhỏ đưa vào mũi cho tôi ngửi một chút. Tôi hắt xì một cái, cảm thấy sức lực trên cơ thể hồi phục một ít. Hờ, cảnh này tại sao lại khiến tôi liên tưởng đến Dịch Nhân Kiệt? Câu chuyện tình yêu giữa giáo chủ ma giáo và Trương Mân. Tiểu đệ, đừng có ý đồ sai trái. Với sức lực hiện tại của cậu, tôi có thể giết cậu như bẻ cành cây. Hoa Hồng cười và nháy mắt. Sau đó, cô kéo tôi vào phòng ngủ. Đêm nay chị sẽ ở bên cạnh cậu. Cậu là người duy nhất được đối xử như thế này. Nói xong, cô cũng nằm xuống phía còn lại của giường. Tôi cảm thấy tò mò hỏi, cô thực sự muốn tôi giúp cô làm gì? Nhanh ngủ đi, ngày mai cậu sẽ biết. Đêm nay tôi không thể ngủ, mắt luôn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chủ yếu là do tôi lo lắng cho Giang Yến. Một đêm không về, cô ấy chắc chắn lo lắng. Sáng hôm sau, tiểu đệ đệ, đêm qua ngủ có ngon không? Lúc này, giọng điệu êm ái của Hoa Hồng vang vọng trong tai tôi. Sau đó, cô nhanh chóng dẫn tôi đi xuống. Sau một đêm qua, tôi nhận ra hiệu quả của loại thuốc mê kia không chỉ không giảm, thậm chí còn tăng lên. Có lẽ trong lúc tôi không để ý, cô gái này đã lén thêm thuốc cho tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên. Hoa Hồng đưa tôi đến một trại trẻ mồ côi. Tiểu đệ, chúng ta đi ăn nhé. Sau đó, tôi và Hoa Hồng đến canteen. Mấy đứa trẻ đột nhiên đôi mắt rạng ngời. Ngay lập tức chúng tiến lại, vui mừng kêu lên. Chào chị Tuyết. Chị Tuyết, em thấy chị đẹp hơn nữa rồi. Chị Tuyết ơi, em nhớ chị quá. Tôi rung nhẹ mình, nhìn về phía Hoa Hồng. Không phải tên cô ta là Hoa Hồng sao? Sao lại trở thành Tuyết rồi? Tên Tuyết thành lịch và thánh thiện cô ta hợp sao? Sau khi các em nhỏ tan ra, hai người ngồi xuống chỗ trống. Cô không phải tên Hoa Hồng sao? Sao lại trở thành Tuyết rồi? Cả hai đều là tên của tôi đấy. Lúc này, Hoa Hồng nở nụ cười. Cô đưa tôi đến đây làm gì? Cậu đoán xem. Tôi đoán con trai cô được nhận nuôi ở đây. Lúc này, Hoa Hồng đỏ mặt một chút. Mặt cô cũng không còn cái nụ cười quyến rũ như trước. Cậu nghĩ tôi có vẻ như người đã sinh con chưa? Có, cậu tin không bây giờ tôi giết cậu? Lúc này, Hoa Hồng lớn mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không tin, trước mặt tụi nhỏ như này. Tội lỗi của cô sẽ rất lớn. Tôi đáp lại cô một cách lạnh lùng, không quan tâm. Còn Hoa Hồng thì lườm tôi thật dữ dội. Cô Tuyết, cô đến rồi. Một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi đột nhiên bước lại gần. Chào Tuyết tiểu thư. Trưởng công. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên, Hoa Hồng đổi mặt, vội vàng đứng dậy, dễ thương như trước, cắt đi cái dáng vẻ quyến rũ trước đây. Cung viện trưởng, thằng bé có ở trong phòng không? Hoa Hồng vội vàng hỏi. Ôi, thằng bé ở trong phòng hoạt động. Vừa rồi tôi đã sai người đến đưa bữa sáng cho thằng bé, nhưng thằng bé không ăn gì nhiều. Có lẽ thằng bé gần đây cảm thấy không tốt. Nếu thằng bé biết cô đến, chắc chắn sẽ rất vui. Cung viện trưởng cười nói. Tôi đã đưa theo một bác sĩ, muốn kiểm tra cho thằng bé. Được, xin hãy theo tôi. Cung viện trưởng cười và gật đầu về phía tôi. Hoa Hồng nhíu mắt tinh nghịch về phía tôi, rồi tựa gần lại phía tôi. Bảo bối, nếu cậu chữa cho đứa trẻ này, chị sẽ thưởng cho cậu. Tôi đưa cậu đến đây để chữa cho cậu bé này. Nếu cậu không chữa được, tôi sẽ giết cậu ngay. Hoa Hồng nói lạnh lùng. Mắt cô cũng tỏa sáng lạnh lùng. Cái này tôi cũng không chắc, cứ thử trước đi. Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu bé, có vẻ suy tư. Sau vài ngày điều trị, mắt của cậu bé thậm chí đã phục hồi một ít thị lực, nhưng vẫn cần một thời gian mới có thể phục hồi hoàn toàn. Vài ngày sau, tôi cuối cùng đã tìm thấy cơ hội để đối phó với Hoa Hồng. Cuối cùng tôi đã tự cứu mình, nhưng tôi không giao Hoa Hồng cho cảnh sát, mà chọn thả cô ta đi. Khi tôi trở về nhà, tôi liền lao vào phòng kêu lên. Giang Yến, anh về rồi, anh về rồi. Giang Yến giật mình hét lên, liền sau đó mới méo miệng cười, đôi mắt trong trẻo ấy toát lên đầy tình yêu thương. Giang Yến, anh nhớ em lắm. Mấy ngày không gặp đã nhớ tôi đến vậy à? Làm như là chết đi sống lại vậy. Giang Yến trừng mắt nhìn tôi, mặt đỏ ửng em thẹn. Thế nào, tình hình bệnh nhân sao rồi? Giang Yến chớp đôi mắt ngấn nước hỏi tôi. Bệnh nhân? Hử, tôi nghi hoặc. Đúng, anh Lý không phải nói rằng anh đi cấp cứu ở tỉnh khác rồi sao? Đúng, đi quá vội vàng. Hừ, anh giải thích đi, mùi thơm trên người anh lại là của người phụ nữ nào? Hừ, tôi vội vàng ngắt lời, lo sợ làm đổ chung giấm của Giang Yến. Giang Yến, anh sẽ đi đây, anh chưa về phòng mạch đâu. Anh về là tới đây luôn. Chị để hôn tôi vài cái. Cô cười và đỏ mặt. Đúng, chị để hôn em. Lúc này tôi cười ha ha. Đi đi, không biết xấu hổ. Được rồi, Giang Yến anh đi đây. Cô nhìn bóng lưng đi xa của tôi, mỉm cười và nũng nịu. Thật là một tên ngốc. Tôi trở về phòng mạch. Bộc Thành trông rất vui vẻ. Sư phụ trở về rồi. Thật tốt, những ngày này tôi mệt chết rồi. Sau khi nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người đều quay quanh tôi. Diệp Thanh Mi cũng tiến lại gần tôi. Khuôn mặt của họ từ bất ngờ đến bối rối, cuối cùng trở thành tức giận. Sau đó Bộc Thành quỳ một chân xuống đất, cúi đầu như đứa trẻ làm sai. Hạ tiên sinh, tôi thật sự vô dụng, tôi không thể bảo vệ anh. Xin anh trừng phạt tôi. Bộc đại ca mau đứng dậy. Chuyện này không trách anh. Tôi nhanh chóng giơ tay giúp anh đứng dậy. Muốn trách thì trách người muốn giết chúng ta. Tiên sinh, tôi thề sẽ tìm ra những người đó. Từng người một, tôi sẽ giết họ. Vì ngày đó là Trần đại thiếu đi trước. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ anh ta. Đúng rồi, Lý đại ca thế nào rồi? Anh ấy không sao, mấy ngày này anh ấy liên tục gọi điện cho tôi, hỏi tin tức của anh. Vậy thì anh mau gọi cho anh ấy, báo anh ấy rằng tôi đã về. Chẳng bao lâu sau, Lý Thiên Hữu liền hùng hục đến, cùng với cô em gái Lý Thiên Anh. Lý Thiên Anh lúc nhìn thấy tôi, nước mắt không thể ngưng rơi, vì cô biết mình không có quyền ôm tôi, nên chỉ đứng tại chỗ xa xa nhìn. Chuyện này bất kể ai làm, chúng ta không thể tha thứ cho họ. Tôi đã cho người giám sát Phạm Tiểu Nguyệt và Trần Tiêu. Trần Tiêu đang ở đâu? Tôi tinh thần phấn chấn. Tôi đang chuẩn bị đi tìm tiểu tử này. Ở tổng bộ công ty anh ta, tòa nhà Vân Tây. Hai vị chính là quản lý dự án phía tập đoàn Lý Gia. Vậy hai vị tên gì? Rõ ràng cô thư ký không nhận ra tôi. Không sai, chính là chúng tôi họ Hà. Chào anh Hà. Đứng trước cửa thang máy, cô thư ký đột nhiên hỏi: chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ? Nhìn anh thấy quen mắt. Tôi nghĩ là chưa gặp, có lẽ cô đã thấy tôi qua truyền hình. Nói thế, anh chắc là người nổi tiếng. Xin hỏi anh là? Tôi tên Hà Gia Vinh. Cô thư ký cảm xúc thay đổi, hét lớn: tôi không thể để các người vào trong. Nếu không để chúng tôi vào, cô sẽ chết. Cô thư ký ngay lập tức trắng bệch, đôi môi run run không dám nói gì, buộc phải nghe theo ý của Bộc Thành, dẫn bọn tôi vào thang máy. Lúc này, trong phòng lãnh đạo rộng lớn, Trần Tiêu đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, miệng nở nụ cười, đang nói chuyện với ba mình. Tiểu tử Hà Gia Vinh không có tin tức trong nhiều ngày, chắc chắn đã chết. Ba không cần lo, cậu ta bị một người phụ nữ mang đi, con đảm bảo người phụ nữ đó sẽ giết anh ta. Bây giờ trời ấm lên, có thể cậu ta đã bốc mùi. Ha ha, ngay khi anh ta nói xong, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi không phải nói rồi sao? Tôi đang rất bận, chuyện lớn đến thế nào thì chúng ta nói sau. Theo tôi nhiều năm rồi mà không hiểu quy tắc này. Nói xong, anh ta lập tức điều chỉnh giọng, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Tiểu Văn vừa gọi cho con, nói đến gặp con đó là do cuộc hôn nhân với Trương Gia. Bây giờ Hà Gia Vinh đã chết, hãy tính hôn nhân với Trương Gia. Trần tổng, có việc quan trọng muốn báo cáo với ông. Có tin cho biết xác Hà Gia Vinh đã được tìm thấy. Vì tiếng nói của cô ta thông qua cánh cửa, nên Trần Tiêu cũng không nghe ra điều gì bất thường. Thật sao? Rồi anh ta vội vàng nói với ba mình ở đầu dây bên kia: ba, chờ con chút, con sẽ gọi lại cho ba sau. Họ nói rằng họ đã tìm thấy xác Hà Gia Vinh, chờ con tìm hiểu vụ việc rồi báo cáo cho ba. Trần Tiêu không thể nào kiên nhẫn và hỏi ngay: tin này từ đâu có, đáng tin không? Ngay sau đó, một vài người bước vào. Sau khi thấy người đến, Trần Tiêu run rẩy một cái, choáng váng. Tin này không đáng tin lắm, xin lỗi, đã làm anh thất vọng Trần đại thiếu. Lúc này tôi cười mỉm một cách tươi tắn: anh đến đây làm gì? Tôi không hoan nghênh anh. Không hoan nghênh tôi còn sống, hoan nghênh tôi đã chết à? Nói đi, các người đến để làm gì? Trần đại thiếu, anh đừng giả vờ nữa. Tự nhiên tôi đến để hỏi về buổi tiệc đêm hôm đó, vậy làm ơn nói cho tôi, sự việc này đó là ai sắp xếp? Ngày đó tôi đã rời đi trước mà không ăn. Sau đó có chuyện tôi cũng chỉ nghe nói, làm sao tôi có thể biết ai đã sắp xếp nó? Tôi luôn nghĩ rằng Trần gia là gia tộc lớn của kinh thành, dám làm dám chịu, hóa ra cũng chỉ là người sợ tay sợ chân. Sao nào thấy tôi Hà Gia Vinh không chết, đã sợ rồi à? Trần Tiêu lạnh lùng nhìn tôi: chỉ với cái tư cách của anh, có đáng để Trần gia kính sợ à? Chuyện ám sát cậu ngày hôm đó, Trần gia không tham gia, nhưng chúng tôi đã biết từ sớm. Không nói cho anh biết, có phạm pháp không? Tôi biết anh sẽ chết, nhưng tôi lại không nói cho anh biết, tôi muốn thấy anh chết. Thật sự không phạm pháp, nếu như chuyện này Trần gia không tham gia, lần này tôi tha cho anh. Tha cho tôi? Anh tự cho mình là Diêm Vương à? Hàm ôm. Sau khi Bộc Thành thấy ánh mắt của tôi, lập tức lao đến và cho Trần Tiêu một trận. Hà tiên sinh, có thể vì quen biết của chúng ta, tha anh trai tôi đi. Tôi quay đầu nhìn, không thể không nhận ra đó là Trần Vân. Nhìn sự đau xót nơi ánh mắt Trần Vân, tôi nói với Bộc Thành: Bộc đại ca tha cho anh ta. Cảm ơn Hà tiên sinh. Trần Vân gật đầu với tôi, định nói điều gì, nhưng ngay sau đó cô lại hỏi Trần Tiêu: Anh có sao không? Không sao, hôm nay tôi chỉ muốn cảnh cáo anh một chút, tạm thời làm cho Trần gia biết Hà Gia Vinh tôi không phải là người dễ bắt nạt. Tôi nhìn qua mặt của Trần Tiêu, anh ta nắm chặt miệng không dám nói. Trần tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô thêm được không? Tôi quay đầu cười nhẹ với Trần Vân: Em đưa Hà tiên sinh ra ngoài, sẽ quay lại sau. Trần Tiêu ủ rũ gật đầu, không dám ngăn cản. Bây giờ từ đầu tới chân không có điểm nào khác biệt. Sau đó Trần Vân cùng tôi đi xuống, rời khỏi tòa nhà Vân Tây. Hà tiên sinh, tôi nghe nói hôm đó anh bị thương nặng và bị người ta bắt đi. Không sai, cảm ơn Trần tiểu thư đã báo tin kịp thời, để anh Lý đi giúp tôi, nếu không tôi sợ tôi đã không còn mạng. Về vụ tối đó, làm sao cô biết? Trần Vân cắn môi, có chút khó khăn. Tôi cũng chỉ nghe người khác nói, còn về người nói với tôi, xin Hà tiên sinh không hỏi thêm. Gia Vinh xin cảm ơn Trần tiểu thư một lần nữa. Hà tiên sinh đừng khách sáo. Trần Vân nhìn vào đôi mắt của tôi, dường như có một chút biểu hiện lạ. Lập tức tôi nắm bắt được sự thay đổi trong ánh mắt cô. Trần tiểu thư, nếu có chuyện gì thì cứ nói. Tôi, Gia Vinh, nợ cô một mạng. Nam tử Hán Đại trượng phu có ân tất báo, vì vậy nếu cô gặp khó khăn, tôi Hà Gia Vinh sẵn sàng chết vì cô. Trần Vân cười tươi, cố gắng nhìn vào ánh mắt của tôi, mang theo một chút tình cảm khó nói thành lời. Tôi không sao, Hà tiên sinh, chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc. Không gì phải lo, đó chính là đền đáp lớn nhất với tôi. Trần Vân hơi hối hận, sau đó nhanh chóng quay đầu và bước đi, mắt ẩn hiện một chút đỏ. Tiên sinh, cô ấy có thể thích anh. Lúc này Bộc Thành phía sau tôi đột nhiên nói: anh Bộc, đừng nói lung tung, anh đã từng yêu chưa? Cứ nói người ta thích. Không có, nhưng tôi biết tình cảm này không thể che giấu. Tôi cảm nhận từ đôi mắt của cô ấy, tôi cảm nhận được đau đớn từ ánh mắt cô ấy.